Hi anh em, hôm nay là ngày 15 tháng 9, cũng là cái ngày mà các cái trang review được phép đăng và public những cái bài review về RTX 3080 của họ. Và bên mình thì cũng vậy, tuy nhiên thì cũng có điều đáng buồn ấy, thì là con 3080 mà bên mình có lại là hàng custom board đến từ một hãng Anọ. Thế cho nên là chúng ta phải đợi đến ngày 17 tháng 9 lúc 8 giờ tối. Và anh em nếu không muốn bỏ lỡ cái số review chi tiết về con RTX 3080 thế hệ mới thì hãy bấm vào subscribe ở bên dưới để thể theo dõi. Còn ở video này thì mình sẽ tổng hợp lại hết tất cả những cái mới hơn cả những cái video mà mình đã từng làm để cho anh em biết là liệu RTX 3000 có đáng đồng tiền bán gạo hay là không. Ở những cái video trước đây thì chúng ta cũng đã biết là RTX 3000 sẽ sử dụng cái tiến trình là 8 nanomet với tên gọi là Ampere. Đây sẽ là cái công nghệ RTX thứ hai. Ở thế hệ đầu tiên thì là công nghệ ray tracing có thể nói là quá nặng ngay cả khi cái số lượng nhân đồ họa là rất lớn. Bởi vậy họ đưa vào công nghệ hybrid khi mà phần lớn khung cảnh vẫn được render bằng nhân đồ họa. Và chỉ có những cái vật thể bị ảnh hưởng bởi ray tracing thì mới được tính toán cái việc là đổ ánh sáng thêm mà thôi. NVIDIA cũng cố gắng để giảm thiểu cái lượng tia sáng cần thiết cho việc ray tracing và dựa chính vào công nghệ AI để có thể giảm nhiễu vật thể cũng giúp cho cái việc đổ ánh sáng nó được mượt mà nhất. Với Ampere thì NVIDIA giới thiệu thế hệ nhân RT thứ 2 và Tensor Core thứ 3, nó không chỉ tăng hiệu năng thuần túy mà còn giảm cái việc năng lực tính toán thuần bị ảnh hưởng bởi ray tracing. Đó cũng là cái lý do mà NVIDIA tự tin rằng sản phẩm của mình có hiệu năng và điện năng gấp đôi các cái thế hệ cũ cũng như là bổ sung các công nghệ ray tracing mới như là làm mờ chuyển động. Ở trên màn hình thì hiện tại là các hình ảnh thiết kế của nhân GA102 trên RTX 3080. Nó có 8704 nhân CUDA và được chia đều trên 68 stream processor hay còn gọi là SM, tăng 183% so với RTX 2080 Super. Điều này kết hợp với việc hiệu năng IPC được nâng cấp mang lại cái tổng thể sức mạnh tính toán FP32 tăng 172% so với RTX 2080 Super. Ampere vẫn sử dụng cụm xử lý kết cấu hay còn gọi là TPC, được kết hợp từ hai streaming processor là cái phân đoạn nhỏ nhất trong kiến trúc. RTX 3080 có 34 TPC được chia cho 6 cụm xử lý đồ họa GPC. Nếu như ở trên 3080 có 3 khu vực bôi đỏ bao gồm 1 GPC, 2 TPC, NVLink và 2 Memory Controller thì ở trên RTX 3090 chúng được mở ra toàn bộ, chỉ trừ duy nhất một TPC được cắt bỏ để tăng hiệu năng sản xuất. Tất cả những khu vực này được mở thì nó đồng nghĩa với việc là RTX 3090 sẽ có đầy đủ 82 streaming processor. Mỗi streaming processor sẽ có 128 CUDA core, nâng tổng số nhân CUDA lên hơn 10.000. Băng thông RAM cũng được đẩy lên 384 bit. Và cuối cùng thì NVIDIA chỉ mở chức năng chạy đa card trên RTX 3090 thông qua NVLink. Đi kèm với những cải tiến ở bên trên thì đương nhiên là RTX 3000 chúng ta vẫn sẽ cần những cái giao thức mới để có thể tối đa hóa được hiệu năng cũng như là tăng cái tốc độ truyền dữ liệu đến từ những cái linh kiện vào các đồ họa. Và đặc biệt là để xử lý 8K gaming thì NVIDIA đã rất là tự tin khi tuyên bố là 3090 của mình có thể cân hết. Mặc dù thì ở đây thì mình chỉ có 3080 Ti mà thôi, nhưng mà đại loại là 3090 vẫn cân tốt. Hẹn các bạn vào những video sau để có thể thấy được là sức mạnh của đồ họa của 3090 như thế nào. Và ở bây giờ thì NVIDIA đã công bố hai giao thức mới, đó là PCIe Express 4.0 và RTX IO, có thể tăng cái tốc độ truyền dữ liệu từ những linh kiện khác vào các đồ họa. Và trước hết thì nói về RTX IO thì như anh em đã biết là ở trên bộ máy tính, ổ cứng luôn là cái linh kiện chậm nhất, và kể cả là SSD SATA thì nó nhanh hơn HDD một tí, tuy nhiên thì cũng không thể nào nhanh được bằng RAM cache L3 hay là GDDR6X ở trên là 3080 hay 3090. Và SSD NVMe Gen 3 thì sẽ có tốc độ là 3.5GB trên giây, Gen 4 thì sẽ là 7GB. Nó trong tương lai thì được chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn PCIe rồi. Và nếu như mà theo logic thì cái việc truyền dữ liệu từ ổ cứng đến card nó sẽ nhanh hơn theo thời gian. Tuy nhiên thì không phải như vậy. Dựa theo những cái bài test của NVIDIA thì với dữ liệu có băng thông là 7GB trên giây, tương đương của SSD NVMe Gen 4 thì chúng ta sẽ cần dùng đến 2 nhân CPU để có thể xử lý. Nhưng khi mà các cái dữ liệu được nén hạng nặng như là game thì lượng CPU cần để giải nén dữ liệu ngày càng cao hơn. Và cái lượng dữ liệu sau khi giải nén từ CPU sẽ có lúc lên đến tận là 14GB trên giây. Và có thể cần tới tối đa là 24 nhân CPU cho việc xử lý những cái dữ liệu theo như NVIDIA nói. Microsoft xử lý cái vấn đề quá tải này bằng việc dùng là Direct Storage API, cho phép card lấy dữ liệu trực tiếp từ ổ cứng giải nén bằng GPU. Và NVIDIA RTX IO cũng dựa trên nền tảng này, nhưng mà nó rộng hơn và chuyên cho game và card NVIDIA hơn. RTX IO thì nó sẽ mang dữ liệu chưa giải nén thẳng từ ổ cứng đến GPU, và NVIDIA thì công bố là nó có hiệu quả gấp đôi.
Ngoài ra thì các GPOG for Creative nhờ số nhân CUDA lớn có thể đảm nhiệm được cái công việc của hàng tá nhân CPU giải nén tất cả những cái dữ liệu mà SSD PCIe Gen 4 có thể chuyển được. Tất nhiên là với tất cả những cái hiệu năng được cải tiến cũng như là RTX IO thì anh em sẽ cần phải đi kèm với đó chính là cái băng thông PCIe Gen 4. Còn với những cái băng thông PCIe Gen 3 thì anh em vẫn có thể cắm vào mà sử dụng bình thường. Tuy nhiên thì sẽ có một vấn đề là nếu mà cắm vào PCIe Gen 3 thì nó có bị giảm hiệu năng hay không, và nếu có thì là giảm bao nhiêu, thì chúng ta vẫn sẽ cần thời gian để có thể giải đáp cái vấn đề này. Và hiện tại thì chỉ có mỗi AMD là có băng thông PCIe Gen 4 ở trên những cái thiết bị mainboard của họ như là B550 hay là X570. Còn ở Intel thì chúng ta vẫn chỉ có PCIe Gen 3 ở trên những cái thiết bị Ryzen 90. Và ít nhất là phải đến quý 1 năm sau thì chúng ta mới có PCIe Gen 4 ở trên những cái thế hệ mới như là Z590 hay là B560. Còn hiện tại thì các bạn vẫn sẽ phải đợi. Và sẽ có một cái câu hỏi rất là khó để giải đáp là hiện tại chúng ta nên mua cái con CPU cao cấp nhất thời điểm hiện tại là 10.900K nhưng mà lại sử dụng PCIe Gen 3, hay là mua một con cùi hơn là 3900X nhưng mà lại có băng thông PCIe Gen 4 để có thể tận dụng tối đa sức mạnh của cái dòng series RTX 3000 này, thì đây vẫn là một cái câu trả lời như bên trên mà mình nói là cần thêm thời gian để giải đáp. Hiện tại trước mắt nhất thì hẹn anh em vào 8 giờ tối ngày 17 tháng 9 để có thể theo dõi cái số review con RTX 3080 mới nhất đến từ Hà Nội Computer. Và để anh em không bỏ lỡ cái số review này, hãy bấm vào nút subscribe bên dưới kèm theo nút cái chuông để có thể không bỏ lỡ. Và xem đến đây rồi thì đừng quên để lại một like để ủng hộ chúng mình. Ngoài ra thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.